3 giờ sáng chơi game gì? Nói tiếp ở trong cái tập trước á, thì tôi đã chơi đá banh penalty các bạn ạ. Và tôi đưa vào được trong vòng tiếp theo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đá tiếp nha các bạn nha. Ok, thì lần này để tôi xem coi là tôi sẽ có thắng được nha các bạn. Hy vọng là tôi sẽ giành được chức vô địch. Ok, rồi. Tôi sẽ sút vào bên đây đi. Bắt làm sao mà được. Trời ơi, làm sao bắt được cú sút của Ronan Phong. Trời ơi là trời. Ok rồi, thì đá đâu đây, đá đây. Dễ gì vô, rồi vô luôn rồi. Trời ơi. Tiếp. Vô nè, vô đi, vô. Vô là phải vô, nói vô là phải vô. Dễ gì vô được bạn ơi. Trời ơi, hụt rồi nha. Nè, vô thêm quả nè. Vô thêm quả nè, đơn giản. Đã đâu đây, đó đây. Dễ gì vô, trời ơi, dễ gì vô được. Nè, xuống thêm quả trên cao nè. Làm sao mà đỡ được. Win luôn.